Em là Ura xưa, xin chào tất cả các bác, những người yêu đồ lính trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lại có một sản phẩm đưa lên để giới thiệu các bác nhé. Lại có những chiếc áo rất đẹp để đưa lên giới thiệu với các bác hôm nay. Một chiếc duy nhất dành cho những bác mà nhỏ nhé. Những chiếc áo này thì M65 này thì em mới thật sự là em bán cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc cũng rất là nhiều rồi. Và những cái size nhỏ này thì thực ra rất là ít nhé, không có nhiều. Và nó cái đời của nó lại là đời đặc biệt, cho nên là hôm nay em đưa lên đây giới thiệu cùng các bác nhé. Thực ra trong cái thời gian qua thì em Hoàng cũng đưa về những cái sản phẩm áo, rồi áo M65, áo da và những đôi giày hàng hiệu nhé. Những đôi giày hàng hiệu ấy thì các bác phải biết như thế này này, em giới thiệu này. Giày của châu Âu ấy thì nó có những cái dòng bán bình thường ở ngoài đường, hoặc là ở các cái shop, hoặc là các cái chỗ mà người ta bán bình dân nhé. Thế nhưng mà giày châu Âu ấy là của em mang về nhé, là toàn bộ là giày của hàng hiệu nhé, cũng giống như ở Việt Nam mình ấy. Những cái đồ nào đồ hiệu nó bán sẽ khác, còn những cái đồ bán tràn lan ngoài thị trường nó sẽ khác, nhưng em không có đồ tràn lan nhé. Em chỉ có đồ hiệu thôi. Đồ tràn lan ở ngoài đường kiểu như là hàng bình dân ấy thì một đôi giày đấy chỉ có vài trăm nghìn thôi. Thế nhưng mà những cái hàng hiệu ấy thì không có chuyện đó nhé các bác nhé. Cho nên chính vì thế em Hoàng không có hàng nhập vài trăm nghìn về để đưa lên kênh đâu. Bởi vì kênh của em là kênh tuyển chọn mà đồ là đồ VIP, đồ hiệu. Cho nên trước khi vào tiêu đề thì em cũng giới thiệu với một số bác là yên tâm là khi đến với em Hoàng và những cái sản phẩm của em Hoàng đưa ra thì các bác cứ yên tâm là đều là hàng VIP, hàng đẹp, hàng tuyển chọn nhé, chứ không có hàng ngoại lai, nhất là đồ của quân đội Mỹ, chuyên về đồ của quân đội Mỹ. Giày chẳng qua này em chỉ có thêm vào để cùng với các bác về để chúng ta đi hàng ngày cho nó vui, và hai nữa là muốn những cái đồng tiền của các bác bỏ ra xứng đáng với cái giá trị mà các bác sử dụng. Ví dụ như những là các đôi giày là đôi giày đồ hiệu nhé, đi có thể nói rằng là rất bền bỉ như các bác nhé, mà là da thật nhé, và phun ra từ trong chứ ngoài, và nó là đồ hiệu, đồ VIP chứ không phải là như là người ta đánh cân đánh lô mà vài trăm nghìn một đôi xong là về người ta bán đâu nhé các bác nhé. Đồ đấy là em không dùng, mà trước tiên là em Hoàng phải dùng của em đã rồi em mới đưa lên kênh để em test trước, rồi em mới đưa lên kênh để cùng với các bác giao lưu nhé. Cho nên chính vì những cái sản phẩm của em Hoàng đưa lên là các bác cứ an tâm là đều là đồ VIP nhé, chứ không có đồ tràn lan ở ngoài đường bán nhé các bác nhé. Em lên một chiếc áo M65 đời 3 tem 1966 nhé các bác nhé. Xanh ô liu 1966. Rất đẹp nhé các bác nhé. Đời 3 tem là các bác biết rồi, 1966. 100% cô tông, chiếc này còn rất đẹp. 98%. 98%. Vải búp lên nhé. Cái này dành cho những cái bác size có chiều cao và số cân nặng là khiêm tốn một chút. Bây giờ em khoác thử vào nhé. Size này là size X small giày Gola. Small giày Gola thì đã là nhỏ rồi, thì đã là nhỏ rồi. Nhưng mà X small giày Gola thì sẽ nhỏ hơn nữa. Cho nên cái này thì sẽ vừa với những bác mà có cái số cân khiêm tốn nhé. Em cao 1m72 thì đương nhiên là cái này nó sẽ chặt vai với em, nhưng chiều dài thì ok. Đây. Chiều dài thì ok nhưng mà vai thì hơi chặt với em. Đấy, cho nên cái này thì dành cho những bác cân nhỏ, số cân nhỏ. Và cái đời 1966 này thì các bác biết được rằng là nó rất là hiếm nhá, nó sẽ không còn nhiều. Chiếc này còn 98% màu xanh ô liu, đời 3 tem. Mũ thì các bác không cần phải xem nữa rồi, vì em nói rồi, tất cả những cái này em đã kiểm tra 98% nhá. Khóa của chiếc này là khóa đuôi cá, khóa con ma nhá, khóa con ma nhé các bác nhé. Này, ổ khóa rất đẹp nhé. Em tuyển chọn thì đương nhiên là nó phải khác rồi. Khóa con ma nhé các bác nhé. Và đây, bộ A và V thì các bác là điều đầu tiên là các bác cũng phải xem rõ ràng rồi. AV đầy đủ nhé, đẹp nhé. Đây ạ, AV đây, 98% mà đời 66 thì nó còn được như thế này mà không rách bất kỳ ở đâu nhé. Tuyệt đối là em Hoàng không có rách bẩn. Còn cái chuyện xước một mẩu chỉ nó bằng cái sợi chỉ mẩu ra thì cái chuyện đó là không thể tránh được.
chứ còn rách là không có nhé các bác nhé. Em sẽ đọc đời của chiếc này nhé. Sabon Regula đã là cái dòng nhỏ rồi, nhưng mà con này X Sabon Regula thì sẽ còn nhỏ nữa. Cho nên với các bác là có chiều cao với số cân khiêm tốn là sẽ mặc được chiếc này nhé. Size của chiếc này là X Sabon Regula, vai 49, tay 61, lưng dài 77, từ 60 cân cho đến 65 kg, có chiều cao từ 1m6 cho đến 1m72 là mặc được chiếc này nhé các bác nhé. Mã chiếc này là mã 17 X-Mon Regula, giá 21 triệu nhé các bác nhé. 21 triệu, M65 đời 66, đời 3 tem nhé, chứ không phải là đời sâu lắm rồi đấy, và đời này là đời đầu tiên đấy, 66 nhé. Thực ra những cái đời này ấy, mà để nó còn những chiếc áo mà nó đẹp như thế này ấy, thì em nói thật sự với các bác là không còn nhiều đâu. Áo thì có thể nói rằng rất nhiều, M65. Thế nhưng để còn những con đẹp và còn hoàn hảo thì gần như là không có nhiều, vì nó sẽ lỗi rất là nhiều, vì bên kia em cũng nhập rất là nhiều. Nhưng để mà được một con mang về đến đây ấy, thì nó không phải đơn giản, vì có những cái thì rách tay, có những cái thì tất nhiên họ về họ thay, nhưng em lại không thế. Tất cả mọi thứ của em, kể cả giày, quần áo, áo da, áo M65 của quân đội Mỹ, em đều thích sự nguyên bản của nó nhé. Em không có thay ra thay vào bất kỳ một cái gì. Chỉ có mỗi một cái như này, cái tem tên, hoặc là cái tem US Army, hoặc là cái tem ở trên vai hoặc gì đó các bác thêm vào, hoặc các bác hoặc em tháo ra thì em lắp vào cho các bác thôi. Còn tất cả mọi thứ của nó phải zin nhé. Tất cả mọi thứ em tôn trọng sự nguyên bản và sự zin, từ những chiếc áo da cho đến những chiếc áo M65 xanh ô liu hoặc M65 dần dây, hoặc là những chiếc quần saten. Vì đồ của em Hoàng cũng như là trên kênh của em Hoàng là đều những sản phẩm tuyển chọn và chuẩn đét của quân đội Mỹ, và những chiếc giày đưa lên kênh đều là giày đồ hiệu nhé các bác nhé. Hôm tới em sẽ có một vài đôi dành cho những các bác giày gần như giống như đốc dưới mắt cá, nhưng để đi với quần jean nhé. Mấy chiếc đó đang về, hôm tới về được đến đây thì em sẽ đưa lên cùng với các bác nhé. Cái đấy chuyên để mặc quần jean rất là đẹp, bởi vì giày to cao nhưng mà nó lại là cái cổ của nó thì lại thấp bằng mắt cá, rất đẹp nhé các bác nhé. Nó gọi là gần giống như là đốc đấy, đốc tờ mạc tin đấy. Nhưng em sẽ đưa về sau, bởi vì nó đang về, và về lúc nào thì em sẽ nên giới thiệu với các bác nhé. Trong thời gian qua thì em nói thật sự là số lượng view cũng như là số lượng tăng kênh của em Hoàng, số lượng vào xem kênh của em Hoàng và những cái sản phẩm của em khi đưa lên kênh thì cũng rất cảm ơn các anh em trên mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng. Và những sản phẩm của em có thể nói rằng là đi rất là nhanh, tất cả những sản phẩm nhé. Cho nên những sản phẩm nào em đã để lên kênh là đi máy bay, hình máy bay lên thì chắc chắn cái sản phẩm đó đã không còn nữa nhé các bác nhé. Vì mỗi một sản phẩm về thì chỉ có về được 1-2 sản phẩm. Còn những cái sản phẩm nào mà ở nhà mà còn thì các bác cảm thấy mà thích cái sản phẩm nào các bác cứ alo, nếu mà còn thì em sẽ trả lời các bác nhé. Còn không còn thì em sẽ hẹn các bác vào dịp khác. Em Hoàng Guerra xưa chúc các bác một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.